Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần chờ đợi thì đêm nay, sân chơi Cúp C1 châu Âu sẽ trở lại với các loạt trận tiếp theo của lượt về vòng 1/8. Trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra hai trận đấu, đó là màn so tài của Manchester tức với Atlético Madrid và Ajax với Benfica. Trước khi đến với những phân tích về mặt chuyên môn, phong độ và cơ hội giành thắng của các đội, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và bình luận, dự đoán kết quả của mình xuống phía dưới phần bình luận. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trở lại với hai trận đấu diễn ra vào đêm nay, cùng vào lúc 3 giờ, sân cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ, đương nhiên là màn so tài của Manchester United với Atlético Madrid trên sân vận động Old Trafford. Sau trận hòa 1 ở lượt đi, cơ hội giành vé đi tiếp với Atlético Madrid cũng như Manchester United là ngang nhau vì luật bàn thắng sân nhà sân khách đã bị gỡ bỏ. Manchester United có lợi thế hơn đại diện của Tây Ban Nha khi họ được thi đấu trên sân nhà. Kể từ sau màn so tài trên đất Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 2, thì Manchester United và Atlético Madrid đều đã trải qua 3 trận đấu ở sân chơi quốc nội. Phong độ của Atlético Madrid đang nhỉnh hơn một chút khi họ có 3 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Manchester United lại khá tệ khi thắng 1, hòa 1 và thua 1. Trước khi đánh bại Tottenham ở vòng 29, thì Manchester United đã có trận thua muối mặt 1-4 trước Manchester City và bị đội ở nhóm đèn đỏ là Watford cầm hòa với tỷ số 0 đều. May mắn cho Quỷ Đỏ là trước trận đấu với Atlético Madrid thì họ được thi đấu trên sân nhà, sân đấu mà Ronaldo và các đồng đội vừa có chiến thắng 3-2 trước Tottenham. Việc Ronaldo ghi hat-trick vào lưới Tottenham là tín hiệu lạc quan cho các cổ động viên của Manchester United khi mà CR7 là khắc tinh của nửa đỏ thành Madrid. Bên cạnh đó, ở trận đấu này thì Atlético Madrid không có được lực lượng mạnh nhất khi có 7 cầu thủ dính chấn thương và thẻ phạt không thể ra sân. Trong khi đó, Manchester United có lực lượng gần như là ưng ý nhất ở màn so tài này. Khi mà Manchester United đang gặp bất lợi ở cuộc đua vào top 4 giải Ngoại Anh, thì Quỷ Đỏ phải dốc hết sức mình tranh tài ở sân chơi Cúp C1 châu Âu để hy vọng góp mặt ở sân chơi này ở mùa giải năm sau. Chắc chắn Atlético Madrid là đội bóng khó chơi với bất cứ đối thủ nào ở châu Âu. Nhưng với lực lượng của mình, Manchester United nếu thi đấu đúng với khả năng cũng có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, đặc biệt là khi Ronaldo thăng hoa. Trận đấu này diễn ra lúc 3 giờ ngày 16 tháng 3 theo giờ Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên kênh FPT. Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Ajax sẽ tiếp đón Benfica trên sân nhà. Đây là cặp đấu được dự đoán cân sức cân tài. Ở trận đấu này thì lợi thế đang nghiêng một chút về phía Ajax khi họ được đá trên sân nhà. Do đó, đại diện của Hà Lan chắc chắn sẽ làm tất cả để có vé vào tứ kết. Với những lợi thế trong tay cộng với thực lực của mình, Ajax hoàn toàn có thể giành vé vào tứ kết, dù chắc chắn đây sẽ là trận đấu không dễ dàng gì với đội bóng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.